Xin chào bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn For. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe For nào, hãy gọi điện thoại nhà Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường chia sẻ các bạn về một cái điều lưu ý đặc biệt quan trọng trên chiếc xe Ford Explorer 2022, 2017, 18, 19. Trên những cái dòng xe này, rất nhiều quý khách hàng gặp những cái tình trạng mà nó rất là ngớ ngẩn, mà rất là trớ trêu các bạn. Tức là những cái tình huống mà mình không bao giờ mình nghĩ nó có thể xảy ra trên đời, nhưng mà nó lại xảy ra đối với lại chiếc xe của chúng ta. Nhưng các bạn chỉ cần lưu ý một cái cực kỳ nhỏ, chúng ta sẽ né hoàn toàn cái vấn đề này xảy ra. Cùng mời các bạn cùng tìm hiểu chi tiết với Cường qua video ngày hôm nay. Thì như các bạn đã biết là trên những dòng xe Ford Explorer từ đời 2017 cho đến 2022 có một cái tính năng là mở khóa xe bằng mật khẩu. Thì với cái tính năng này Cường sẽ không nói lại, bởi vì Cường đã làm rất nhiều video hướng dẫn các bạn cách thay đổi mật khẩu, rồi là làm sao để lấy lại mật khẩu, rồi cách sử dụng thế nào, Cường đã làm trên kênh YouTube của Cường rồi. Nếu các bạn chưa biết cách sử dụng thì các bạn hãy vô kênh YouTube của Cường để xem lại. Còn hôm nay Cường sẽ chia sẻ các bạn về một cái tình huống là rất nhiều khách hàng gọi cho Cường hỏi là: ủa em ơi, sao chìa khóa anh vẫn để bên trong xe nhưng xe của anh bị lốc không vô bên trong xe được. Thì Cường hỏi ra là có phải anh đang đi rửa xe đúng không? Thì y chang 100 khách là bị 100 khách hết, đang đi rửa xe, để chìa khóa bên trong xe, cái xong rửa xong ra xe cứng ngắc, không mở vô bên trong xe được. Thì cái nguyên lý hoạt động của cái tính năng mở mật khẩu này á, khi cái chìa khóa bên trong xe mà nếu chúng ta thực hiện cái thao tác bấm ở đây quá nhiều, sai quá nhiều, thì cái tình huống mà mình xịt nước để mình rửa cái xe của mình thì cái nước nó cũng làm cái phần cảm ứng này y chang như ngón tay của con người bấm vào. Thì lúc đó là nó nhận biết là đang có một cái kẻ gian muốn đột nhập, muốn bẻ khóa, tức là thử nhập mật khẩu nhưng mà sai quá nhiều lần. Thì lúc đó nó sẽ lốc toàn bộ cái xe lại để bảo vệ cái tài sản ở bên trong xe. Thì đối với lại cái tình huống đi rửa xe nó là như vậy. Cho nên các bạn hãy lưu ý giúp Cường như sau. Khi đi rửa xe, mình thường là để chìa khóa bên trong xe để cho nhân viên ở cái khu vực đó người ta dời xe tới lui, hút bụi đưa lên cầu các thứ đúng không? Nhưng các bạn phải đặc biệt lưu ý dặn những cái người nhân viên đó là em hãy nhớ mang cái chìa khóa ra khỏi xe. Hoặc nếu mình kỹ hơn đó, thì mình có thể trực tiếp mình chạy cái xe, hoặc là mình mỗi lần chạy xong là mình phải lại trực tiếp mình lấy cái chìa khóa ra để không bị vướng vô cái tình huống là nó bị lốc toàn xe do lý do là xịt nước vô cái khu vực cảm ứng này. Rồi nếu giả sử như lỡ có bị thì sao? Rủi ro xảy ra rồi là bị khóa bên trong xe rồi, chìa khóa vẫn để bên trong xe, có hai cách. Một là kêu thợ làm khóa tới để làm một cái chìa cơ để tra vô đây và chúng ta mở xe. Hai là chúng ta phải lấy cái chìa khóa dự phòng. Tức là mình có hai chìa đúng không? Cái chìa kia để nhà thì kêu Grab hay là người mang tới để chúng ta là mở bên trong xe. Lúc đó chỉ dùng được chìa cơ thôi nha các bạn. Các bạn sẽ không dùng được cái khu vực là khóa thông minh, mà chỉ dùng chìa cơ, rút chìa cơ ra để mở khóa cái xe của chúng ta. Có hai cách duy nhất như vậy thôi. Nhưng chỉ cần lưu ý duy nhất một vấn đề là khi đi rửa xe hãy lưu ý lấy chìa khóa ra khỏi xe, là các bạn sẽ không bao giờ vướng vào cái tình huống đó. Và cái tình huống này xảy ra rất nhiều nha. Cường nhận không ít cuộc gọi liên quan đến cái vấn đề này, và 100 khách hàng đều 100 khách hàng bị như nhau là đi rửa xe. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe hãy gọi điện thoại cho Cường hoặc phòng kinh doanh của Cường qua hai số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả cách tốt nhất. Hy vọng video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.